Quý vị đang xem chương trình của Tin Vui Media, tiếng nói của những nhà truyền thông Công giáo. Kính chào quý vị của Tin Vui Media. Giáo hội Hoàn Vũ hôm nay đang hân hoan đón mừng con Thiên Chúa Giáng sinh làm người. Trong niềm vui mừng đón Chúa Giáng sinh, chúng tôi kính mời quý vị nghe đoạn phúc âm Chúa Nhật lễ Chúa Giáng sinh. Tin mừng Chúa Nhật Giáng sinh. Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Khởi đầu tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lúc khởi đầu đã có ngôi lời. Ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa và ngôi lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu, người vẫn hướng về Thiên Chúa. Nhờ ngôi lời, vạn vật được tạo thành. Và không có người thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi người là sự sống. Và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối. Và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. Ngôi lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ người mà có, nhưng lại không nhận biết người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh người, thì người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Họ được sinh ra không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho người, là con một tràn đầy ân sủng và sự thật. Đó là lời Chúa. Bài phúc âm của ngày hôm nay có một gì đó rất là cao siêu về thần học. Để đi vào bài chia sẻ ngày hôm nay, tôi nhớ có một lần tất cả nhiều chúng ta có rất là nhiều cái kỷ niệm và đẹp về Noel cũng như buồn về liên quan tới Noel. Thì cá nhân tôi, để đi vào bài chia sẻ ngày hôm nay, tôi xin được chia sẻ một cái cảm nghiệm vui nào đó của mùa Noel. Đó là trong mùa Noel tôi có dịp đi về Việt Nam, đi thăm một cái hội người mù, để lên trên đó để phát quà cho họ. Thì sau phần phát quà chúng ta có phần văn nghệ vân vân. Thì có một chị mạnh dạn, chị đứng lên, chị tiến lên khán đài và chị hát. Thì chị cũng đi rờ, chị mù mà, hình tượng chị cầm, thì chị hát bài gì các bạn có biết không? Hai mùa Noel mới ghê chứ, đúng không? Bài Hai Mùa Noel chúng ta bắt đầu sao? Mùa Noel đó chúng ta quen bên giáo đường, đôi mắt thì mù như này. Mùa Noel đó em dắt anh vào tình yêu, mà cứ mò mò cái dây đâu không thấy. Rốt cuộc mà tôi đã thấy ngồi ở dưới, tôi cười. Tôi nói mù như thế này mà dắt vào tình yêu thì dắt đi tới đâu? Rồi dắt đi đâu? Làm sao mà dắt được nhau? Vân vân. Đó, cái cảm nghiệm đó làm cho tôi thấy rằng là không, đôi khi đôi mắt sáng chưa chắc gì dắt nhau đi vào tình yêu được, một tình yêu trong sáng. Và đôi khi đôi mắt mù lòa lại dẫn nhau được vào một cái tình yêu rất sáng lạc. Thì ngày hôm nay dẫn nhau vào đời, dẫn nhau vào tình yêu, Thiên Chúa cũng dẫn chính chúng ta, nhân loại chúng ta đi vào tình yêu. Và đi vào tình yêu, Chúa không đi đâu xa hết. Chúa dẫn chúng ta bằng chính con một của Ngài. Chúa dẫn chúng ta bằng chính con người của Đức Giêsu Kitô, bằng chính một hài nhi tràn đầy bình an, tràn đầy lòng thương mến đối với nhân loại của chúng ta, và tình yêu của Chúa dẫn chúng ta vào tình thương xót của Ngài. Bởi thế Chúa mới cho chúng ta một hài nhi. Bởi thế Chúa mới xuống thế, nhập thế và nhập thể như con người chúng ta, để rồi Ngài dẫn dắt chúng ta vào tình yêu của Ngài và ơn cứu độ của Ngài. Như vậy tất cả chúng ta là những người Kitô hữu, chúng ta có tuyệt vời quá không thưa các bạn? Làm người Kitô hữu chúng ta quá hạnh phúc không? Tôi thấy nghĩ chúng ta quá là hạnh phúc.
chúng ta đã trúng sổ số độc đắc rồi, thưa bà chị em, được làm con của Chúa. Vì chính Chúa dẫn chúng ta vào tình yêu với Ngài và dẫn tình yêu với nhân loại và tình yêu lẫn nhau bằng chính con người và bằng chính ngôi hai Thiên Chúa của Ngài. Thật là hạnh phúc. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và nguyện xin sự an bình, sự thánh thiên của mùa Giáng sinh năm nay luôn ngự trị và tràn ngập tâm hồn và cuộc sống và gia đình của bạn. Xin Chúa luôn chúc lành cho các bạn và chị em. Xin chào. Quý vị vừa nghe phần chia sẻ của Linh Mục Nguyễn Tuấn Long. Ước mong những lời chia sẻ của cha sẽ giúp quý vị có thêm ơn thiêng để sống với Chúa, trọn những ngày vui mừng Chúa Giáng sinh. Kính chúc quý vị và gia đình một mùa Giáng sinh an bình, hạnh phúc trong Chúa hài lòng. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.